Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào cuối năm 1946, cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, gay go, gian khổ, đầy hy sinh, mất mát. Thế nhưng trong hoàn cảnh kháng chiến phải tự lực cánh sinh, thiếu thốn đủ bề, một vị lãnh đạo cấp cao của quân đội, đứng đầu cục quân nhu với nhiệm vụ trọng yếu là đảm bảo cái ăn cái mặc cho cán bộ chiến sĩ, lại thoái hóa, biến chất, tham ô rất nhiều tiền của quân đội thời điểm đó. Người đó là Trần Dụ Châu. Thời điểm đó đấy thì cái việc tham ô tham nhũng ấy nó cũng hiếm gặp, cho nên trường hợp của Trần Dụ Châu là một trường hợp đặc biệt, có thể gọi là một vụ án lớn đấy. Nếu mà một cái cành cây mà nó sâu mọt chúng ta không làm ấy, thì nó sẽ ăn sang cái cành cây khác và cuối cùng cả cái cây nó sẽ mục ruỗng và nó sẽ sụp đổ, mà cái cây ở đây chính là cái chế độ. Ban đầu, Trần Dụ Châu là nhân viên được phân công giao hàng gạo muối từ Hà Đông lên Việt Bắc cho bộ đội. Ông ta làm tốt nhiệm vụ, được vào làm ở Cục Quân Nhu, đảm nhiệm việc cung cấp lương thực trang bị cho bộ đội. Từ đây, ông ta được phong quân hàm đại tá, làm giám đốc nhà quân nhu. Có được tước vị quyền lực, Trần Dụ Châu dần đi vào con đường sa ngã. Ông ta đã lợi dụng quyền lực lấy cắp nhiều tài sản tiền bạc của quân đội trị giá 143.900 đồng Việt Nam lúc bấy giờ, dùng tiền vào việc ăn chơi trác táng. Trần Dụ Châu còn đưa tay chân đắc lực của mình là Lê Sĩ Cửu và Phạm Toàn vào Cục Quân Nhu, đục khoét tiền công, đều đặn hối lộ cho ông ta hàng vạn đồng. Từ năm 1946 đến 1950, ông ta nhận hối lộ khá nhiều tiền, chuyên quyền độc đoán, sống sa đọa, đồi trụy, tuyển người thải người theo sở thích cá nhân. Trong những năm Trần Dụ Châu lộng hành, bộ đội toàn ăn gạo hầm, phải vào rừng lấy măng thay rau, nhiều đơn vị chủ lực phải ăn cháo để đánh địch. Áo chiến thủ và chăn mùa đông chỉ là lớp bông mỏng, thuốc men thiếu thốn. Đây là một cái sự việc rất nghiêm trọng vào thời điểm đó. Tức là trong khi toàn quân thì đang rất là khó khăn, vất vả, thậm chí còn đói để mà chiến đấu, thì lại có một cái vị chỉ huy, cán bộ cấp cao nắm giữ, được giao nhiệm vụ nắm giữ cái tiền của cái ăn mặc cho bộ đội, thế mà lại sống xa hoa, lại tham ô, tức là lấy xà xẻo của công như thế. Sự việc của Trần Dụ Châu nghiêm trọng đến mức báo Cứu Quốc có bài phê bình kịch liệt, đại biểu Quốc hội gửi thư khẩn cấp lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, theo chỉ đạo từ người đứng đầu chính phủ, Tổng Thanh tra Quân đội, Cục Quân Pháp đã vào cuộc bí mật điều tra, làm rõ chân tướng vụ việc. Tháng 9 năm 1950, Tòa án binh tối cao đã mở phiên tòa đặc biệt xét xử Trần Dụ Châu và đồng bọn tội biển thủ công quỹ, nhận hối lộ, phá hoại công cuộc kháng chiến. Trần Dụ Châu bị tước quân hàm đại tá và bị kết án tử hình cùng đồng bọn. Sau khi bị tuyên án tử hình, Trần Dụ Châu gửi đơn lên Hồ Chủ tịch xin tha tội chết. Cái vụ án Trần Dụ Châu nó chấn động dư luận lúc đó đấy. Là bởi vì toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang dốc sức cho cuộc kháng chiến, chất chiêu từng đồng tiền, từng bát gạo cho sự nghiệp kháng chiến cứu nước. Nhưng mà lại có một người đảng viên, một sĩ quan cao cấp trong quân đội như vậy, thành ra nó gây một cái chấn động. Và do đó đòi hỏi đảng và quân đội phải xử lý rất nghiêm cái vụ Trần Dụ Châu. Sau một đêm thức trắng, Bác Hồ đã trăn trở suy nghĩ việc thi hành bản án này thế nào. Trước chứng cứ sai phạm của Trần Dụ Châu, Chủ tịch Hồ Chí Minh dứt khoát nói: một cái nhọt, dẫu có đau cũng phải cắt bỏ, không để nó lây lan nguy hiểm. Cuối cùng Bác đi đến quyết định từ chối đơn xin ân xá của Trần Dụ Châu, phê chuẩn phán quyết của tòa án. Việc làm đó của Bác Hồ đã có tác động rất lớn đến đời sống chính trị của sự nghiệp kháng chiến lúc bấy giờ. Thời điểm đó, khi một cuộc kháng chiến đang diễn ra rất là quyết liệt như thế thì phải làm nghiêm mọi việc, thì người dân người ta mới tin, quân đội người ta mới tin, binh sĩ người ta mới tin vào cái vị lãnh đạo, vị chỉ huy như vậy. Thì rõ ràng là đây là một bài học rất là đau xót mà Bác Hồ và Đảng đã nhận thức được, để mà sau này là rất ít có những cái cán bộ cao cấp quân đội trong cuộc kháng chiến chống Pháp tiếp tục lúc đó, hay là cuộc kháng chiến chống Mỹ lúc đó, mà
lại vi phạm vào những cái tội tham ô, rồi là sống xa hoa như thế. Cái quyết định của bác có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc và cũng là cái bài học về thượng tôn pháp luật mà bác là người nêu gương. Và chính cái bài học thượng tôn pháp luật này ấy, thì nó có ảnh hưởng không phải chỉ ở thời điểm đó mà tất cả các cái thời kỳ cách mạng sau này, thì có như thế thì mới đảm bảo được cái sự đoàn kết thống nhất trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội và giữ vững niềm tin của nhân dân để đưa sự nghiệp kháng chiến cứu nước đi đến thắng lợi sau này. Ngày 15 tháng 11 năm 1950, tại phiên họp chính phủ, nhân nói về vụ Trần Dụ Châu, đại tá Nha Quân Nhu bị kết án tử hình về tội tham ô, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu một cách thẳng thắn khuyết điểm trong công tác quản lý giáo dục cán bộ. Về vụ Trần Dụ Châu, chúng ta phải chịu một phần khuyết điểm. Chúng ta không có chính sách cán bộ đúng. Bây giờ chúng ta dùng cán bộ để cải tạo xã hội mà không có chính sách cải tạo cán bộ, đó là khuyết điểm. Bác Hồ đã phân tích tại sao cán bộ ở cấp cao như vậy vẫn sai phạm. Từ đó bác rút ra bài học. Lựa chọn cán bộ thế nào cho đúng? Mà muốn chọn cán bộ đúng thì phải chú ý cả tài cả đức, và đặc biệt là cái rèn luyện tư tưởng, cái nhận thức tư tưởng của người cán bộ đó thế nào. Cái người cán bộ đó có thật sự trung thành với sự nghiệp cách mạng hay không, với sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc, phát triển đất nước, vì nhân dân hay không. Từ cái vụ án Trần Dụ Châu rất đau xót, thế chúng ta phải xử lý cán bộ như thế, thì Bác Hồ và Đảng ta nhận thức ra là phải luôn luôn giáo dục, rèn luyện cán bộ và không được buông lỏng. Phải có cái sự giám sát. Tại sao mà Trần Dụ Châu lại vi phạm trong một thời gian dài như thế? Trần Dụ Châu còn lôi kéo người ở bên ngoài vào, giao cho những cái chức vụ rất là quan trọng. Và cái con người đấy họ cũng lại tham ô theo cái gương như của Trần Dụ Châu ấy. Thì rõ ràng ở đây cái lỗ hổng là cái chuyện giám sát. Rồi là cái lỗ hổng là giao cho Trần Dụ Châu có quá nhiều cái điều kiện để mà tham ô hối lộ, có quá nhiều cái điều kiện để mà ăn chơi xa hoa. Nhưng tại sao lại không có một cái sự gọi là phát hiện, răn đe ngay từ đầu? Ngày nay, kế thừa những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh đã răn dạy trong công tác cán bộ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đảng ta luôn nhấn mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt của then chốt trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Sau Đại hội 13, một số cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và đã bị xử lý nghiêm khắc trên tinh thần, kỷ luật một vài người để cứu muôn người. Quan điểm của bác từ thời kháng chiến chống Pháp và vụ Trần Dụ Châu cho đến cái vụ các cái vụ chống tham nhũng ngày nay mà Tổng Bí thư là cái người đứng đầu phát động đấy, cái công cuộc gọi là đốt lò, thì chúng ta thấy là có một cái mạch tiếp nối và một cái quan điểm rất thống nhất là phải xử lý những cái phần tử đã thoái hóa biến chất để cứu lấy cả cái cây, cứu cả cái cơ đồ này. Mà cán bộ càng cao thì phải càng xử lý như thế. Vì sao? Vì cán bộ càng cao người ta nhận thức càng tốt rồi chứ, càng rõ rồi chứ. Thế nhưng mà tại sao người ta vi phạm thì cái vi phạm đấy là cái sự cố tình rất là lớn, thì càng phải xử lý nghiêm. Nhiều cán bộ lúc đưa vào quy hoạch thì có thể tốt, nhưng khi nắm quyền lực rồi thì họ bị chi phối bởi quyền lực, tha hóa bởi quyền lực, dẫn tới nhiều sai phạm nghiêm trọng. Vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cảnh báo, đừng thấy đỏ mà tưởng chín. Đồng thời, người đứng đầu đảng ta nhắc nhở mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu phải tự tu dưỡng, tự soi, tự sửa. Mỗi tập thể chi bộ đảng phải thường xuyên thực hiện phê bình và tự phê bình, giáo dục rèn luyện cán bộ đảng viên. Mỗi cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, phải luôn luôn tự phê bình, tự soi, tự sửa những cái khuyết điểm của mình. Đừng để những cái khuyết điểm đó nó ngày càng lớn lên, phát triển lên. Phải giữ gìn cái danh dự cá nhân của mình, phải coi cái danh dự nó như là cái điều thiêng liêng. Phải sống sao cho nó ra sống, cho nó xứng đáng là một người cán bộ, đảng viên cộng sản, một người công bộc của dân. Mới đây, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản nhằm bịt kín khoảng trống kẽ hở trong công tác cán bộ, kiểm soát chặt chẽ quyền lực của cán bộ,
chống tham nhũng tiêu cực trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Tất cả những giải pháp đó cho thấy Đảng ta đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ án Trần Dụ Châu năm 1950 và những biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ ngày nay. Từ đó cẩn trọng trong lựa chọn cán bộ, không để lơi lỏng cán bộ, nhất là cán bộ nắm giữ quyền lực. Có như vậy mới xây dựng được đội ngũ cán bộ thực sự trong sạch liêm chính, thật sự tận tụy vì lợi ích của nhân dân.